để các dự án cao tốc sớm hoàn thành, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, quyết tâm của các địa phương, nhà thầu, nỗ lực vượt khó của công nhân, kỹ sư trên công trường, thì không thể không nhắc đến sự đồng lòng, ủng hộ, thậm chí hy sinh quyền lợi của người dân để nhường đất cho dự án. Vâng ạ, tại tỉnh Hà Tĩnh thì để phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam, hơn 400 hộ dân phải thực hiện tái định cư. Nhận thấy tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, các hộ dân đã đồng thuận khẩn trương xây dựng nhà ở mới. Chính vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều căn nhà đã hoàn thành để người dân về sinh sống. Với hạ tầng đồng bộ, khang trang hiện đại của khu tái định cư đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo tâm lý phấn khởi để người dân ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC tại tỉnh Hà Tĩnh. Sau 3 năm thi công, tháng 12 năm 2023 vừa qua, dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Cao tốc này có chiều dài 40 km nhưng đã giúp giảm tải rất lớn cho quốc lộ 2, đồng thời rút ngắn thời gian từ Tuyên Quang tới Hà Nội từ 2,5 giờ xuống còn hơn 1 giờ. Ngay trước thời điểm hoàn thành cao tốc, tỉnh Tuyên Quang cũng đã chuẩn bị xong các phương án đón đầu như quy hoạch các khu công nghiệp, kết nối các vùng nguyên liệu. Tuyến cao tốc này nó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó giảm cái chi phí đi lại, giảm cái thời gian đi lại và tăng lợi thế cạnh tranh của vùng. Nông sản tươi ngon ở Tuyên Quang và ở khu vực này thì chỉ sau 2 giờ đồng hồ có thể là có mặt tại các siêu thị ở Hà Nội rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị trên 1.000 hectare đất để phục vụ cho cái thành lập các cái khu công nghiệp. Thứ hai nữa là chúng tôi kết nối cái tuyến cao tốc này với các cái tuyến đường khác để phát huy hiệu quả của cái tuyến cao tốc. Ngay từ đầu năm 2024, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nối tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng cũng đã được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 với chiều dài gần 100 km trong năm 2026. Dù chỉ gần 100 km, nhưng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh phải mất gần 10 năm để chuẩn bị bởi số vốn lớn, địa hình phức tạp. Phía tỉnh Cao Bằng đến nay cũng đã sẵn sàng các kế hoạch để khi tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ phát huy được ngay tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đây là một cái tuyến huyết mạch để kết nối tỉnh Cao Bằng với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, cũng như là kết nối với phía bạn Trung Quốc. Chính vì vậy mà việc triển khai cái dự án này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là niềm mong mỏi khát khao của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Dự án được khởi công và đi vào khai thác vận hành sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân ở miền núi, ở một vùng đặc biệt khó khăn với các trung tâm của cả nước. Qua đó thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, rồi đảm bảo quốc phòng an ninh và củng cố quan hệ đối ngoại với phía Trung Quốc. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến năm 2030, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có thêm hàng loạt tuyến cao tốc mới như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, cao tốc Hòa Bình - Thanh Hóa, cao tốc Lạng Sơn - Tiên Yên, cao tốc Sơn La - Yên Bái. Bên cạnh đó, ngoài việc nâng cấp sân bay Điện Biên vừa hoàn thành, các tỉnh Lào Cai - Sơn La cũng bắt tay vào xây dựng các sân bay Sapa và Nà Sản. Đây được xem là những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm giúp các địa phương phía Bắc phát triển mang tính đột phá và bền vững.